Xin chào quý vị. Bữa nay hai con mẹ này làm chè số nước. Đẹp không? Áo quần tao xóc xếch nè mày ơi. Có gì đâu xóc xếch, đẹp mà. Sao hay nhão vậy chị Quyến? Giờ tao bắt trước. Mọi người biết dò chè mà mọi người không biết dò chè nha quý vị. Ê thôi để em dò lắm chậm chứ. Nãy giờ ta ngon lành. Ờ đúng rồi, bà giờ cũng chuẩn được hơn á bà Tí ơi. Trời giữa ta giòn lát phiếu bọt thì sao? Có gì đâu. Ủa cái này đây là nồi nước đường. Có, mình phải nhồi lại. Nó bị lên khói xong kim rồi, lấy giá quậy được không Nguyên? Được. Ủa sao kỳ vậy ta? Hay quá. Ôi đù, không có Nguyên là ơi, không cứt doan hết. Kỳ vậy ta. Không dám đâu, em lại thích ăn cái viên chè chè lá dứa. Quyên chúc chị Quyên ăn đi, nó thơm lắm. Lá dứa nó thơm lắm. Bột ba màu nha. Sao kỳ vậy? Sao giờ tao bị dính vậy? Bột nó chảy. Không có chảy, cũng khô lắm. Sao kỳ vậy? Nó bị nhão bà ơi, vô miếng bột nữa. Không phải, bột nó vô. Để mày chế tay tao miếng dầu. Đúng rồi đó, chị Quyên nó dính nè, nhẹ nhẹ dạ nó hết dính tay nè. Có dầu không? Nãy em kêu mà không chịu. Cái dầu làm. Trời ơi nè, nè nè, chị nhỏ như con thỏ. Nè nè nè, trời ơi, bỏ vô. Trời ơi. Phải có dầu tha tay mới được. Ừ. Trời ơi. Hả? Nè. Trời ơi. Có người gì chờ chè sữa nước rồi. Nè, nè. Đây, nhịn, đắp qua, đắp lại. Tào lao. Trời ơi. Ôi, má đồ quỷ. Thường. Thường quá. Nè hai người đẹp vô chè không? Chiều nay thưởng thức coi sao. Không ngon là đành tiền nha. Từ từ cái dầu ơi. Nó chưa có nổi. Chưa có nổi rồi. Để cho nó nổi mới lên vớt ra đi. Lá cẩm nó có hai loại lá cẩm đó chị. Cái lá cẩm này là của lá cẩm Thái, cái cây cao. Còn lá cẩm bò dưới đất màu khác nữa. Mốt có ấy muốn lấy cái cẩm nói em. Ba màu luôn. Ôi hả, cái nào nó ấy thì nó nổi lên chứ gì. Nó chưa có nổi, bỏ nhiều quá nó đâu có sôi nổi. Từ từ cho nó chín hết mớ này đi. Mày ha mà. Chính làm lẹ cho xong cho rồi. Quyên không tắt ga cho bớt hao ga cái nồi này Quyên. Bữa nay thứ mấy vậy? Đang sinh nhật lớn. Ủa Quyên sinh tháng mấy Quyên? Quyên sinh tháng mấy rồi? Bà sinh tháng mấy? Ai biết. Bà sinh tháng mấy bà Tí? Tháng mấy tôi làm sinh nhật cho. Quyên sinh tháng mấy bà làm sinh nhật cho? Tới à. Hay là một tây tháng 1. Không biết ngày sinh nhật. Ủa rồi mình qua đây rồi mình nấu chừng nào nó mới. Qua nước đường nè. Đây là nó chín nó nổi lên vớt bỏ ở đây là giờ ăn rồi. Ăn hả? Ừ. Ủa sao lẹ vậy? Ăn lẹ quá sao giờ ăn lẹ chúng nó quất đường đi. Ăn lẹ ơi, chúng chị Tí quất liền nè. Để cho nó sôi lên mẹ ơi. Vậy thả gừng vô chưa? Lát nó thả vô đó đó. Ồ, chị Tí hay quá ta. Ôi lẹ tay dữ ta. Để nó bùng lên mới được rồi. Ngưng. Nó ghiền rồi đó, nó ghiền rồi đó. Đó bà đâu phải chứ. Đó. Thiếu nhân hả? Thiếu nhân hả? Thiếu nhân thì lát giò cho con chim 2-3. Biết ghiền gì vậy Quyên? Ghiền cái lăn lăn lắc lắc. Để cho nó nổi cho mình vớt qua. Bởi tao nói làm gì quậy bột rồi. Sao bà vớt lên em coi thử coi giống viên sôi nước không? Chứ viên gì bà. Trời ơi. Màu xanh đẹp lắm, thích ăn với lá dứa à. Ôi vui bọt cắt luôn chị Quyên. Ê mùa dịch này kỷ niệm ha. Ê không lẽ bây giờ mình làm cái nhân cái viên bự bự lên miếng đi. Bột nhiều quá cũng ngán mà nhân bự quá cũng ngán. Này một người làm được à? Coi quần áo tôi sốc chết nghe này. Mấy tay mình xanh quá rồi bác à? Bác gì? Bếp. Quyên.
lẹ lắm đâu, phải như hồi xưa đâu. Chợ hồi xưa nó dội xô nước làm biến nguyên. Giờ làm gì cũng lẹ. Đẹp quá. Chút thắng nó cốt nữa, ăn rưới vô trời ơi. Ủa, cũng có dừa luôn rồi hả? Nạo rồi đó, chưa dắt. Hồi sáng này em xức chụ dừa rồi đó Quyên. Để em xức thử từng lại khẽ rồi sao. Mày thôi ha, mày giữa ta này. Ta nói người ta. Ừ. Tại phá đi. Người thì đợi chờ. Đúng rồi, nay người đợi chờ. Người. Đây. Đó. Trời ơi, sao mày không đâm nhuyễn ra ơi, tí ơi, xấu quá tí ơi. Trời cái viên này của tao nè. Của ai? Nè, cái của tao. Ờ. Cái viên cuối cùng. Viên cuối cùng tao đi rửa tay. Lăng lăng là đẹp. Nè. Thấy cái gì mà tí ăn không nổi. Trời ơi, mày phải đâm gừng nhỏ nhỏ một miếng nữa. Trời ơi. Bại mày luôn, trời ơi trời. Làm hư nồi chè của mày chịu yêu rồi. Làm dâu nâu mấy nâu, mười nâu, mười sáu nâu gì trời ơi. Coi nó nè. Ôi để tao đâm diễn với nó mà. Kệ nó đi. Cái này để tao ăn cho. Sơn thủy được không? Được không? Nổi hết trơn rồi nè. Mày ăn gì đó Quyên? Tối nay mày nghiên cứu. Mình tao do còn ngưng tới ngưng lui đây nữa. Hội tính này của tí ủ xấu ghê rồi chứ. Wow, đẹp quá. Xong tác phẩm nồi chè sôi nước rồi nha quý vị. Mình xin kết thúc video ở đây, mong quý cô bác và anh chị xem clip của mình cảm thấy hay nhé. Nhấn chuông đăng cho mình một like để mình có động lực làm nhiều cái clip hay, cả nhà cùng xem nha. Hẹn clip sau.